Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi bài chia sẻ của một người tiên phong là chuyên gia kinh tế người Trung Quốc về giá trị của mạng Pi. Pi Network sẽ thay đổi 7 tỷ người trên thế giới. Mời quý vị theo dõi nội dung. Cho tôi hỏi bạn, sẽ đạt được bao nhiêu kinh nghiệm và thành công trong cuộc sống? Tôi giao dịch nhiều tài khoản chứng khoán hàng chục triệu. Đối với nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân hàng chục tỷ, nếu Pi không đủ giá trị trong tương lai, sẽ không thể thu hút tôi đào Pi và tôi sẽ không dành thời gian để trực tiếp hướng dẫn miễn phí cho mọi người để có niềm tin. Xin lỗi, thời gian của bạn là quý giá và thời gian của tôi cũng quý giá như vậy. Tôi nói về Pi chỉ muốn nhiều người trân trọng cơ hội đào Pi trên điện thoại di động. Những người bình thường khó thành công lớn trong ngành tài chính và các ngành truyền thống, trừ khi bạn có nền tảng chính trị vững vàng hoặc khả năng độc đáo và duy nhất. Lĩnh vực tiền mã hóa trong ngành công nghiệp blockchain không nhấn mạnh vào trình độ học vấn, nền tảng hoặc khả năng, miễn là bạn có sự đồng thuận, niềm tin và sự kiên trì. Bạn có thể kiếm của cải mà bạn bè của bạn không thể có và có thể tiêu cho cả đời. Ít nhất tôi thấy nền kinh tế của Pi là 10.000 tỷ đô. Trên thực tế, mọi người đã hiểu nhầm và chúng ta cần để cho bên dự án có thời gian. Thực ra ai cũng sai, nhưng là sai lầm lớn. Từ đầu đến cuối, nhóm dự án mang đến cho mọi người thời gian để mọi người có thể học nhanh, hiểu về đồng tiền Pi. Hiểu được đồng tiền Pi đồng nghĩa là không phải là một giao dịch trao đổi đơn giản. Pi yêu cầu mọi tầng lớp xã hội tham gia, bao gồm cả các doanh nghiệp mạnh trên thế giới. Nhưng đối với Mainnet thì thật sự đang đến rất gần. Bạn phải chuẩn bị tâm lý. Ai cũng mong rằng Mainnet là giao dịch và kiếm tiền. Nhưng tiền đề của việc kinh doanh và kiếm tiền là bạn phải có Picoin. Và nếu không có Picoin thì bạn có tiền. Tiền có quan trọng không? Vì vậy, bây giờ những gì bạn muốn là đào Pi một cách nhanh chóng. Dù thế nào đi nữa, tôi mong Pi ngày càng tiến gần hơn đến thành công. Internet là một giao thức trao đổi thông tin và blockchain là một giao thức trao đổi giá trị. Internet cho phép chúng ta gửi thông tin đến thế giới ngay lập tức và blockchain cho phép chúng tôi cung cấp giá trị chứ không phải thông tin cho thế giới trong nháy mắt. 30 năm trước, mọi người không tin vào Internet. Ngày nay, khoảng 62% dân số thế giới kết nối với World Wide Web. Năm 1995, con số này chưa đến 1%. Lý do tại sao Internet rất thành công là nó được bao gồm và có sẵn miễn phí cho bất kỳ ai. Pi và blockchain gốc của nó thực hiện cùng một chiến lược là bao gồm và miễn phí cho bất kỳ ai trên khắp thế giới. Là một giao thức trao đổi giá trị, blockchain đã trở nên thành công hơn khi sử dụng Internet làm công cụ cho các giao thức trao đổi thông tin. 5 năm sau, kể từ bây giờ, mọi người sẽ mô tả thành công của Pi giống như thành công của Internet. Đừng bỏ lỡ, chúng ta còn quá sớm, hãy kiên nhẫn. Chúng tôi đã làm công việc lan tỏa đồng tiền Pi một cách rất nồng nhiệt để những người bạn của chúng tôi có thể cảm nhận được khói lửa của Pi và một chút ngọt ngào trong cuộc sống khai thác nhàm chán này. Bằng cách này, tôi đã thành công. Khi nói về mọi thứ, chúng tôi cố gắng khách quan. Hãy cố gắng khách quan nhất có thể, nếu không, ai sẽ khai thác với bạn. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy nó, chúng tôi tin nó. Chỉ khi cảm nhận được thì chúng ta mới thực sự tin vào Pi và nhận ra Pi. Trước đây, khi Hack Candy nói rằng Pi có giá khởi điểm 800 đô, tôi cũng giống như hầu hết mọi người, tưởng như đang nghe một câu chuyện cười. Bây giờ tôi nhìn thấy nó và muốn nói, kim cương cứng, nó nhỏ hơn nhưng giá trị lúc nào cũng lớn. Giá trị đến từ sự đồng thuận. Sự đồng thuận mạnh mẽ bao nhiêu thì cái giá sẽ cao bấy nhiêu. Việc xây dựng giá trị của Pi là điều mà nhóm dự án đi đầu. Chúng ta hãy không đề cập đến nó trước. Tại Trung Quốc, nói đến thanh toán di động, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là Alipay và thứ hai là WeChat. Hai con ngựa gần như đã nắm được thị phần thanh toán di động của Trung Quốc.
Ấn tượng nhất là Alipay, mọi người thực sự rất biết ơn Alipay. Nếu không có Alipay, mọi người sẽ không được hạnh phúc như vậy. Jack Ma đã thay đổi hệ thống thanh toán và phương thức thanh toán của Trung Quốc. Khi đó, lời nói của Jack Ma, ngân hàng không thay đổi. Chúng tôi tự hào thay đổi ngân hàng vì Alipay đã thay đổi xã hội này và tạo ra những thay đổi chưa từng có đối với xã hội này. Nên mọi người vui lòng gọi Jack Ma là bố. Tại sao không phải là ông nội? Vì bố tôi giỏi hơn ông tôi. Và WeChat Pay của Mahoteng có khả năng vượt qua Alipay ở Trung Quốc. Tại sao mọi người lại gọi anh ấy là em trai? Bởi vì WeChat Pay không thay đổi xã hội, không phải là bản gốc, mà chỉ là một kẻ bắt chước ăn theo. Nói cách khác, WeChat là một phiên bản lậu của Alipay. Jack Ma cho rằng, ai có thể thay đổi thế giới và phục vụ xã hội này đều có thể được mọi người công nhận. Sau đó, Alipay chỉ thay đổi phương thức thanh toán và phương thức thanh toán cuối cùng vẫn là nhân dân tệ, đô la Mỹ và các loại tiền pháp định khác. Nói cách khác, khoản thanh toán vẫn là hợp pháp quốc gia, mặc dù thanh toán xuyên biên giới được thực hiện. Các ngân hàng phải được sử dụng như một phương tiện để thực hiện các khoản thanh toán đó là một vấn đề thực tế như phí cao và thời gian dài. Tuy nhiên, hệ thống thanh toán blockchain Bitcoin được phát triển bởi hai tiến sĩ và một MBA từ Đại học Stanford đã phá vỡ hoàn toàn các vấn đề giữa các quốc gia và thay đổi tiền tệ hợp pháp của phương tiện thanh toán. Có nghĩa là sự xuất hiện của Pi là một sản phẩm hoàn toàn lật đổ hệ thống thanh toán và hệ thống tiền tệ hiện có và phục vụ toàn thể nhân loại. Sau đó, hãy xem xét chức năng thanh toán Pi trước. Thứ nhất, đơn giản và dễ sử dụng, miễn là điện thoại thông minh, bạn có thể cài đặt Pi. Thứ hai, ngưỡng thấp, không cần thêm tài khoản ngân hàng để thanh toán. Có 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới có điện thoại di động, nhưng không có tài khoản ngân hàng. Pi Payment cho phép những người không có tài khoản ngân hàng nhận thù lao, thanh toán hóa đơn và gửi tiền. Thứ ba, người dùng Pi được phân bổ trên toàn thế giới, bao gồm hầu hết các quốc gia. Thứ tư, chuyển khoản xuyên biên giới trong vòng 2 đến 3 giây và phí xử lý rất thấp. Thứ năm, ở một số quốc gia đang phát triển thiếu chi nhánh ngân hàng và máy ATM, Pi Payment có thể cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác nhau, từ chuyển khoản, chuyển tiền đến gửi tiền, gần như toàn năng. Tất cả các công việc kinh doanh đều có thể hoàn thành bằng cách nhập một vài số trên điện thoại di động. Thứ sáu, từ chứng khoán hóa tài sản đến mã hóa tài sản, mạng Pi và quỹ Stellar đứng sau nó và một loạt các đối tác đang phát triển một loạt các tài sản được mã hóa như bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán, tiền pháp định. Công cụ được mã hóa sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi từ chứng khoán hóa tài sản sang mã hóa tài sản trong tương lai, cho phép 8 tỷ người trên thế giới mua tài sản mã hóa ở bất kỳ đâu trên thế giới, cho phép tài sản toàn cầu đạt được phân bổ toàn cầu. Có thể thấy ở trên rằng Alipay và WeChat là nền tảng thanh toán đã thay đổi 1,3 tỷ người Trung Quốc. Thanh toán cho số tiền khó kiếm được của họ và Bitcoin là nền tảng thanh toán sẽ thay đổi 7 tỷ người trên thế giới và việc thanh toán được thực hiện miễn phí bởi chính họ. Do đó, sau thành công của Pi, nó xứng đáng trở thành nền tảng thanh toán di động và nó lớn nhất thế giới. Internet đã biến thế giới thành một ngôi làng toàn cầu. Và sự xuất hiện của blockchain đã mở ra sự phát triển của Internet thông tin đến Internet giá trị. Từ góc độ cuộc sống, số hóa tài sản giúp cho lối sống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí và tiêu thụ tài nguyên. Từ quan điểm giá trị, số hóa tài sản giúp lưu thông và quản lý tài nguyên dễ dàng hơn, cho phép các nguồn lực truyền thống phản ánh hợp lý giá trị của chính chúng. Dựa trên sự tin tưởng, giá thị trường và định lượng cần được đa số người dân chấp thuận trước khi cho phép lưu hành. Sự phát triển của blockchain chỉ cung cấp một không gian phát triển tốt cho số hóa tài sản và tiền mã hóa là hiện thân tốt nhất. Với sự tăng trưởng không ngừng của số lượng người khai thác Pi và sự ra đời của các ứng dụng sinh thái hạ cánh, tin rằng trong tương lai gần, Pi Payment sẽ trở thành thanh toán di động phủ sóng nhiều quốc gia nhất trên thế giới.